Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm về trước, hàng hóa chủ yếu là các sản phẩm đến từ nhiều nước, đặc biệt là hàng đến từ Trung Quốc, Thái Lan. Thì đến nay, hàng Việt Nam đã chiếm ưu thế từ hệ thống các chợ truyền thống cho đến các siêu thị, trung tâm thương mại. Đa số người tiêu dùng đều cho rằng hàng Việt Nam ngày càng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã, giá cả cạnh tranh. Điều này cho thấy cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa trong nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 10 năm qua, ngành công thương với vai trò ban thường trực chỉ đạo cuộc vận động đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, đồng hành cùng các bộ, ban ngành địa phương và các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cuộc vận động, góp phần quan trọng làm chuyển biến ý thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc lựa chọn và sản xuất, phân phối hàng Việt Nam tại thị trường trong nước và xuất khẩu. 10 năm qua, cuộc vận động giúp cho người tiêu dùng trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng sống còn về nâng cao chất lượng, cải tiến công nghệ và dây chuyền sản xuất, kinh doanh, bảo vệ thương hiệu và cách tiếp cận thị trường bài bản hơn. Thông qua việc triển khai các đề án tổ chức hội chợ triển lãm, phiên chợ hàng Việt, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường nội địa, đặc biệt đã tạo lập kênh phân phối, hệ thống bán lẻ ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn. Thành tựu mà đạt được qua 10 năm qua có thể nói rất là ấn tượng. Thứ nhất là gì? Cái tổng mức bán lẻ là trong 10 năm qua là liên tục tăng trưởng và có thể nói là cứ năm sau lại đạt được cái đà tăng trưởng tiếp nối cao hơn của những năm trước. Đặc biệt là 2-3 năm trở lại đây, cái mức tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ luôn tăng trưởng ở con số từ 11 đến 12%. Đấy là cái ý nhất. Cái ấn tượng, kết quả ấn tượng thứ hai đó là góp phần vào cái kiểm soát lạm phát. Nếu như trước đây cái CPI có thể nói rất là cao, thì trong 5 năm trở lại đây CPI của cả nước là dưới 5%. Và trong 2-3 năm gần đây thì cái CPI của cả nước là đều dưới 4%. Cái kết quả ấn tượng thứ ba là cũng góp phần vào từ lúc chúng ta là nhập siêu thì cái chuyện mà với cái thị trường trong nước phát triển như vậy thì cũng góp phần vào là xuất siêu trong những năm vừa qua. Kể từ khi triển khai cuộc vận động, số lượng các đợt đưa hàng Việt về nông thôn cũng tăng lên cả về số lượng và quy mô tùy theo từng địa bàn, đồng thời cũng cho thấy sự chủ động tích cực sáng tạo của nhiều tổ chức doanh nghiệp tham gia. Trong đó nổi bật là hệ thống siêu thị Sài Gòn Cúc Mắc, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, Công ty Kỹ nghệ Xúc sản Vissan. Phải nói là Hội nữ doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội chúng tôi là rất cảm ơn cái chương trình này. Và chúng tôi cũng đồng hành với lại chương trình từ năm đầu tiên, có nghĩa là năm nay đã là 10 năm rồi. Thế thì qua 10 năm hôm nay tổng kết lại thì chúng tôi so sánh như vậy là nó khác xa mấy cái ngày mà chưa có cái phong trào này. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là vừa là vận động, vừa là triển khai cuộc vận động thì cho đến bây giờ thì người Việt đã là dùng hàng Việt. Chúng tôi tích cực như thế bằng những hình thức mà chúng tôi đã làm. Ví dụ như chúng tôi là có một cái hệ thống doanh nghiệp nữ của cả nước, tất cả các tỉnh thành từ trung ương đến địa phương. Thế thì chúng tôi đã kết nối mà chúng tôi gọi là liên kết vùng. Ví dụ như chúng tôi tổ chức ở Yên Bái, ở Hải Dương, ở Thanh Hóa hàng năm. Thì mỗi một tỉnh tổ chức như thế chúng tôi mời 10 tỉnh lân cận để dự. Và như thế là rất là tích cực. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị khởi xướng cũng như là giao cho Bộ Công Thương chủ trì, thì trong 10 năm qua tôi cho rằng là cái tác động của cuộc vận động này nó tác động sâu rộng tới toàn thể người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là tác động đến cái tư duy cũng như là cái tâm lý sính hàng ngoại của người Việt. Và sau 10 năm thì bản thân May 10 chúng tôi cũng đánh giá là cái tâm lý sính ngoại hiện nay còn rất là ít. Trong 10 năm qua, các sở công thương tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức được gần 4.000 lượt bán hàng về nông thôn. Hơn 100.000 lượt doanh nghiệp đã tham gia với 78.000 gian hàng, thu hút hơn 5 triệu lượt người dân địa phương tới tham quan mua sắm. Doanh thu mang lại 64,47 ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, tại các tỉnh biên giới, các lượt bán hàng Việt không chỉ thu hút được người dân trên địa bàn tới tham quan mua sắm, mà còn thu hút được đông đảo dân cư của các nước láng giềng như Lào, Campuchia. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thương mại,
để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phát huy hơn nữa. Trong thời gian tới, với vai trò thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động, Bộ Công Thương cần triển khai thực hiện các hoạt động có chiều sâu, cần tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kế hoạch hàng năm của Ban chỉ đạo Trung ương và chương trình hành động của Bộ Công Thương, trong đó đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về cuộc vận động.